xin chào mọi người, quay trở lại với series Đi Thái cùng Bell. Thì ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi một chỗ rất là mới và rất là hot ở bên Thái luôn. Siam Premium Outlet là một nơi bán hàng outlet, hàng giảm giá vô cùng nhiều. Từ các hãng hàng hiệu như là Versace hay là Balenciaga đều có ở đây. Và ngoài ra ở trên hội du lịch Thái Lan thì mình thấy mọi người giới thiệu mua Nike ở đây giá rất là tốt luôn. Đường đi tới đây thì khá là xa đó, cho nên là xác định đi hai chỗ này thì mọi người mất cả ngày nha. Và mọi người có thể di chuyển bằng phương tiện taxi hay là book Grab hoặc là book Bolt đều được. Ok, và bắt đầu tour đi mua đồ siêu nha. Và bởi vì trong này khá là rộng cho nên là tụi mình sẽ đi theo thứ tự. Cái gì đập mắt mình đầu tiên thì mình sẽ vào chỗ đó. Mọi người có thấy chữ Infant Boy không? Đây là cái chỗ bán mỹ phẩm nhiều nhất và hot nhất ở bên Thái luôn. Có bán cả hàng nội địa Thái rồi cả hàng Âu Mỹ nữa. Không ngờ xuống tới đây mà vẫn gặp Infant Boy thì tất nhiên vũ trụ đã gửi thông điệp cho mình là mình phải vào đây thôi. Trời đất ơi, bước vào đây là lạc lối luôn đó mọi người ơi. Mình đã đi Infant Boy ở trong Siam Square rồi thì ở trong đó lúc nào cũng đông luôn. Và điều đặc biệt ở dưới này là rất là vắng. Mình nghĩ là chắc là do mình đi sớm quá cho nên mới vắng như vậy đó. Chứ bình thường thì ở trong Infant Boy không bao giờ có chỗ để cho mọi người lựa thoải mái như thế này đâu. Ở trong này thì mọi người có thể thấy có những hãng Hàn Quốc nè, những hãng nội địa Thái, những hãng mà Âu Mỹ. Và đặc biệt ở chi nhánh này sẽ có hàng sale nhiều hơn là chi nhánh ở trung tâm Bangkok. Rồi không hiểu sao tự nhiên tôi với chị tôi đứng thẫn thờ ngay trước cái quầy Lipcare này nữa. Mà công nhận nha mọi người, Lipcare ở bên này rất là nhiều luôn á, sao mà nhiều hãng dữ vậy ta. Và ngoài ra trong này còn có bán cả nước hoa nha mọi người. Và tất nhiên tôi sẽ có một video làm riêng về những nơi có thể mua sắm mỹ phẩm tại Thái Lan. Cho nên là tập này mình tour qua cái chỗ Infant Boy này nha. Và hello yogurt. Và đi ở trong này á mọi người, đi một xíu thì mọi người sẽ thấy một quán nước, cho nên là yên tâm là không sợ mỏi chân khát nước đâu nha. Và cái cảm giác đi trong cái mall này rất là thoải mái luôn, tại vì đường đi toàn là cây xanh cho nên là đi không có cảm giác bị mệt xíu nào hết. Ok, nạp năng lượng xong rồi thì tiếp tục đi nha. Và mọi người có thể thấy độ rộng của cái mall này đúng không? Tụi mình đi tầm lúc đó 11 giờ rưỡi, hình như là 12 giờ trưa gì đó, nhưng mà vẫn chưa có khách. Và khoảng tầm đâu 1 giờ rưỡi, 2 giờ chiều là mình thấy khách bắt đầu vô đông hơn rồi. Và nguyên cái con phố này thì là hàng hiệu, mà là hiệu luôn á nha mọi người. Những hãng như là Michael Kors nè, hay là Marc Jacobs. Tuy là hàng outlet đã sale rồi nhưng mà với những đứa đổi nghèo khỉ như mình thì nó vẫn quá cao. Nên là chỉ có đi dạo cho biết thôi. Còn nếu bạn nào mà hay mua hàng hiệu thì mình thấy ở trong này hàng outlet cũng nhìn qua rất là đẹp á. Mọi người có thể vô đây thử nha. Ok, và qua đến khu vực hợp túi tiền hơn. Và mình thấy hầu hết hàng outlet thì rơi vào những hàng thể thao nhiều hơn. Cho nên đợt này với tâm thế là mình sẽ đi mua đồ thể thao, mua giày nè. Mình có ghé qua Puma. Puma sẽ đến toàn 50%, nhưng mà thực sự thì mình cũng không có thích hãng Puma lắm. Và sau đó thì có ghé qua Lacoste. Lacoste ở bên này giá rẻ thiệt sự nha mọi người. Và mình thấy ở Việt Nam không hot lắm, nhưng mà ở bên này nhìn giày Lacoste rất là xinh luôn. Kiểu như giày basic để mình mặc với lại quần tây đồ á. Và giá hình như là 3.000 bạc cho một đôi, thì rơi vào tầm khoảng 2 triệu mốt, khá là rẻ đó chứ. 3.000 hay sao? 3.700. Hồi gì nó mắc hơn hả? Đúng hết. Ở bên ngoài nó bán có 3.000. Và tiếp theo là Vans Outlet. Ở bên này đặc điểm giá sale thì sẽ chia ra từng màu nha. Mỗi màu đại diện cho một giá.
Cho nên là khi xem giày á, mình sẽ xem là ở trong giày có dán cái sticker màu gì để biết là sale bao nhiêu phần trăm. Trời ơi mọi người ơi, Van ở trong này tuy là hàng sale, hàng outlet nhưng mà cực kỳ trend và toàn những mẫu lạ không à. Bạn nào mà thích dán old school á, thì ở trong này rất là đa dạng màu sắc luôn. Nhưng mà kiểu lâu lắm rồi mình không có mang giày Van, với lại không có mang giày màu mè á, nên là hơi tiếc là đợt này không có mua được đôi nào hết. Nhưng mà nếu mà mọi người ghé tới đây mà thích Vans thì đảm bảo chắc là phải mang về được 2-3 đôi luôn đó. Và tiếp theo là New Era, chỗ dành cho các dân chơi hip hop Never Die. Hồi xưa chồng mình đó là fan cuồng của New Era luôn. À nói gì hồi xưa, bây giờ cũng là fan cuồng của New Era. Nhưng mà thường là mình thấy nam sẽ đội đẹp hơn là nữ, cho nên là không mua được gì cả. Well, you tell me that you want me to touch you, and you tell me that I better not. You tell me I'm the world's greatest lover, that I'm not so high. Moving on, Bath & Body Works. Đây là một cái store mà mình rất rất thích ở bên Thái luôn á. Và Bath & Body Works thì có mặt khắp nơi ở Bangkok. Nhưng mà ở dưới này thì có chương trình sale rất là lớn nha mọi người. Mình nhớ là mua một tiếp body lotion hay là sữa tắm là những cái chai mà nó out of season á thì có 350 bạc thôi. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều chương trình khuyến mãi như là mua 2 tặng 1 hoặc là sale off 60%. Và ở trong này nến rất là nhiều luôn á mọi người. Mình cực kỳ thích nến của Bath & Body Works nhưng mà mang về không có được server với lại nặng ký quế cho nên là khó mua. Và đặc biệt là mọi người có thể test mùi thoải mái, tại vì mỗi dòng sản phẩm đều có một chai test luôn. Các bạn nhân viên ở trong này cũng khá là nhiệt tình nữa, cho nên dù nến mà không sale có đắt hơn ở Việt Nam thì mình vẫn rất là thích vô store để mua. You tell me that you're feeling much better, then you tell me that you need a good cry. Tell me that you got it together, then you tell me that you wanna die. You're the queen of indecision. Ok, và chuyên mục chính của ngày hôm nay chính là về Adidas và Nike. Và Nike thì đang rất là đông đủ mọi người, xếp hàng rất là dài, cho nên là tụi mình ghé qua Adidas trước nha. Ở trong này hàng outlet mọi người sẽ tự xem mẫu và tự lấy size luôn. Ở đây thì hầu hết mọi đồ đều có tất cả các size, có đồ không có, ok. Mà nói chung là rất là nhiều bạn nào mà đi tập á thì mình nghĩ là vô đây thì chắc là thiên đường luôn á. Còn mình không đi tập nên là mình chỉ kiếm những cái đôi mà basic, dán đi lifestyle hàng ngày thôi. Thì cái đôi mình đang cầm trên tay á rất là xinh, nhưng mà giá lại vẫn hơi cao. Dù là sale rồi nhưng giá vẫn hơi cao, cho nên là thua dạ. Và trong Adidas mình không mua được gì cả. Và tiến qua Nike, Nike ở bên này không có cho quay mọi người ơi. Và xếp hàng rất là dài, rất là đông luôn. Và Nike ở đây nó rộng như là một cái siêu thị gì á. Ở trong này có rất rất là nhiều đồ. Tuy là mọi người không đi tập á thì vào đây vẫn mua được đồ nha. Kiểu như là đồ thể thao nhưng mà có thể mặc được hàng ngày á. Và giày trong Nike thì rất là xinh. Có những cái đôi mà hồi xưa rất là hot như là Rosarin á, ở trong này cũng có luôn nè. Giá trong Nike ở bên này rất là tốt nha mọi người, tốt hơn nhiều so với lại Nike Outlet ở Việt Nam. Đặc biệt những cái mẫu trong này không có quá lỗi thời và không bị out trend quá nhiều. Ok, và phòng thử đưa qua cho mọi người xem nè. Đầu tiên thì mình có lấy một chiếc áo khoác có logo Jordan. Và cái áo này hình như là để dành cho đi tập bóng rổ. Mình cũng không rành lắm nhưng mà thấy cái màu hồng quá là xinh luôn. Và cái áo này thì có giá 1.200 bạc, thì tính ra khoảng tầm 750-800 đi ha. Và cái tiếp theo, cái màu đen này thì có giá mắc hơn đến 2.000 bạc, nhưng mà nó rất là đẹp luôn á mọi người. Form dáng đến chất liệu rất là xinh. Và tiếp theo là một bộ đồ thể thao, trời ơi xinh xuất sắc luôn á, mặc vào vừa in luôn. Và cái bộ này thì tính giá áo riêng và giá quần riêng. Mình thấy hơi tiếc cho nên là mình không có mua, nhưng mà bây giờ không mua thì lại hơi tiếc. Bộ này mặc lên rất là xinh luôn á mọi người. Quay lại cái nè. Đã. Ok.
Ngoài ra ở đây còn có một địa điểm hot nữa, đó chính là Cotton On ở đây rất là đông và sale cực kỳ lớn luôn nha mọi người. Và đây là một cái tiệm Cotton On mà mình thấy rộng nhất, to nhất, nhiều đồ nhất từ trước đến giờ mình từng đi luôn. Mình rất là thích mua đồ ở Cotton On Việt Nam. Và qua đến đây thì mọi người có thể thấy đây, ngập tràn luôn. Một điều lưu ý ở đây là mọi người không có được thử, cho nên là chỉ có thể ướm thôi. Nhưng mà đối với áo thun thì mình phải lựa kỹ nha. Tại vì mình có chồng thử một cái ở bên ngoài áo của mình thì mình thấy cái áo thun nó bị lệch vai, một bên cao, một bên thấp. Cho nên khi đi mua đồ outlet thì mọi người nhớ xem kỹ đường may, chất liệu, rồi coi có bị rách hay là bị lệch ở bên nào không nha. Trời ơi, nhiều. À, em có hai cái, một cái màu đen, cái màu hồng. Mua 300 ghẻ này, ở trên đó chị mua phải trăm mấy đúng không? Ừ. Được á, xanh á. Ủa không có màu xanh, màu nâu mà. Có xanh kìa không? Ở trên kia có màu xanh. Xanh xinh lắm. Cho em lấy một cái áo này màu trắng. Cái màu hồng. Trắng với màu đen. Để mặc ở trong á hả? À, đúng rồi. Nhỏ nhỏ. Buổi trưa hôm nay thì mình đi ăn ở Bon Chan. Bon Chan thì ở Việt Nam cũng đã có rồi, nhưng mà lần đầu tiên mình ăn Bon Chan là ở bên Thái. Đến bây giờ ăn lại thì mình vẫn thích vị ở bên Thái hơn là ở Việt Nam. Không hiểu là khác nhau ở chỗ nào, nhưng mình nghĩ chắc là do dầu chiên nè, với lại do gia vị ở bên này có vẻ vừa ăn hơn. Ở Bon Chan thì khá là đa dạng món hàng, nhưng mà lần nào đến đây thì mình cũng đặc biệt kêu gà chiên. Có một vị giòn giòn và vị cay, ăn rất là cuốn luôn. Mọi người có thể kêu một lon coca hay là một ly nước chanh là quá tuyệt vời cho một buổi trưa này luôn. Chuyển đến địa điểm tiếp theo có tên là Central Village. Đây cũng là một nơi bán hàng outlet rất là nổi tiếng ở bên Thái luôn. Thiết kế đúng như cái tên, giống như một ngôi làng vậy đó, mang cảm giác ấm cúng hơn. Đường đi thì cũng sẽ nhỏ hơn một chút so với lại Siam Premium Outlet nha. Các hãng ở trong này thì mình thấy khá giống với lại Siam Premium, nhưng mà có một vài hãng chỉ có bên này có và bên kia không có. Đặc biệt là ở bên Central Village thì sẽ không có Nike cho mọi người, cho nên nếu mục đích chính mọi người muốn đi mua Nike thì nên qua Siam Premium Outlet hơn. Và ở bên này thì mình thấy hơn một điểm là có cả một cái Food Village, cho nên là mọi người có thể ăn uống ở trong này. Cá nhân mình thì mình sẽ thích Siam Premium Outlet hơn, tại vì nó mới hơn ở bên này một chút. Và đi dạo một hồi thì mình thấy ở đây có Skechers này mọi người. Skechers bên này sale rất là lớn luôn á. Một đôi như thế này thì tầm đâu khoảng 700-800 nghìn thôi, quá là rẻ. Mà những đôi này rất là dễ thương luôn á mọi người. Toàn là những đôi trend không à, không có quá là lỗi thời. Mình có một đôi giày Skechers mà đến bây giờ mang vẫn bền, đi cực kỳ êm chân. Cho nên nếu bạn nào mà có ghé qua Central Village thì có thể vào Skechers để săn giày giá sale nha. Thì mình có ghé qua Super Sport. Ở trong này thì rất là đa dạng những hãng thể thao nè, có cả Fila với lại Ellipse. Ellipse là một hãng mình thấy khá là rẻ. Giờ bữa đã đi thì lại không lựa được gì. Và đây rồi, đây chính là mục đích chính khi mà mình ghé qua Central Village. Bởi vì ở bên này có Samsonite. Mình muốn mua một cái vali mới, mà cứ thấy cái màu tím tím ở trong đó không? Mình muốn mua cái vali màu tím này lâu lắm rồi, kiếm cả Việt Nam không có luôn. Mà đến khi qua Bangkok thì mới thấy. Và đặc biệt là có cả chương trình sale nữa mọi người. Ở trung tâm Bangkok thì sale một cái vali này 25%, nhưng mà lại không có cái size mà mình mong muốn. Xuống tới đây thì cũng được sale ít hơn một chút, nhưng mà lại có size. Và đây là một cái cuối cùng luôn. Đây là một cái món đồ mình mua được mà mình tâm đắc nhất ở trong cái chuyến đi này luôn. Đối với cái gì mình mua rẻ cũng được, nhưng mà vali thì mình phải mua thiệt là xịn. Tại vì mình đã gặp một trường hợp là đi ra đến tận sân bay thì cái vali của mình nó bị bung dây kéo, và lúc đó mình không biết phải làm cách nào nữa luôn. Cho nên từ đó đến bây giờ thì mình quyết định là làm cái gì thì làm, vẫn phải mua vali thiệt là xịn.
chơi. Chơi. Tại vậy không chơi hả? Và thêm một món mọi người không thể bỏ qua khi tới Central Village, đó chính là go-kart. Trời ơi, đây là lần đầu tiên mình đi đua xe luôn mọi người. Và giá ở đây thì mình thấy chia là 250, 300 đến là 500 bạc cho một người, tùy vào tốc độ của mọi người muốn chạy. Mình chọn gói là 300 bạc cho một người sẽ được chạy 24 km/h. Nhưng mà cá nhân mình ngồi lên xe thì mình thấy như đó là đủ rồi. Nhưng mà sau khi xem video lại thì mình nghĩ mọi người nếu được thì hãy chọn luôn gói 40 km/h có giá 500 bạc nha. Trời ơi, đi một lần đã thèm luôn. Và mình nghe nói Bình Dương gần Sài Gòn cũng có. Bữa nay mình sẽ đi thử trải nghiệm và review cho mọi người thêm nha. Ta nói đua cái này nó đã gì đâu, cười tét cái miệng luôn. Xe được khởi động rất là đơn giản, chỉ có chân ga với lại chân thắng, đơn giản vậy thôi. Không hiểu sao cái lúc mà mình ngồi lên xe mình cảm giác mình chạy rất là nhanh luôn. Trời ơi, bắt đầu cua rip bánh rồi Nhưng mà lúc coi lại video thì trời ơi toàn là những con rùa. Vì chạy cái xe này nó quá dễ nên là làm mình ảo tưởng chắc là mình sẽ chạy được ô tô đó. Thiệt là ngu xuẩn. Nhưng mà đảm bảo là báo vui, cho nên nếu bạn nào mà có dịp đến Thái và đến ngay chỗ này thì nhớ đi đua thử cái này nha. Và video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Và nhớ theo dõi tiếp tục series đi Thái của mình nha. Nhớ like và subscribe channel của mình nhé. Bye.